được xem là trận đánh bản lề cho chiến dịch Nam Tiến của Chí Nguyện Quân Trung Quốc và quân đội Triều Tiên. Thế nhưng, sự thành công của nó đã không những không mang lại cho Trung Quốc những lợi thế quá lớn trên chiến trường, mà những điểm yếu của Chí Nguyện Quân là còn bắt đầu bộc lộ sau trận đánh này. Đó là trận Seoul lần thứ 3. Trận đánh có thể xem là tổn thất ít nhất của cả hai bên trong cả chiến dịch. Thế nhưng, lại tạo tiền đề cho những trận đánh có quy mô khủng khiếp, không kém gì Thế chiến 2. Hãy cùng tìm hiểu về trận đánh này qua video ngày hôm nay nhé. Chào mừng đến với Battle Cry, lịch sử thế giới. Tiền đề của Nam Tiến. Kể từ khi những quân đoàn đầu tiên của Chí Nguyện Quân tham chiến vào ngày 25 tháng 10 năm 1950, tình thế đã bắt đầu đảo ngược tại bán đảo Triều Tiên. Từ trận đụng độ và để thua đầu tiên giữa Liên quân Mỹ-Hàn tại trận làng Ozong đã tạo hiệu ứng dây chuyền cho sự thất bại trong chiến dịch Bắc Tiến của họ. Bành Đức Hoài đã khai thác triệt để điểm yếu của quân đoàn 2 Hàn Quốc và quân đoàn 8 Hoa Kỳ, dẫn tới việc đánh quỵ và xóa sổ hai quân đoàn này. Đến tháng 11, lần lượt họ chiếm lại các vị trí chiến lược từ sông Thanh Xuyên, sau đó là hồ Trường Tân. Đến cuối tháng 12, về cơ bản, hầu hết lãnh thổ của Triều Tiên trước chiến tranh đã được Liên quân Trung Triều tái kiểm soát, còn các lực lượng của Liên Hợp Quốc thì đang phải rút chạy về phía Nam để lập phòng tuyến, đề phòng Liên quân Trung Triều Nam Tiến. Và rồi thì nỗi sợ đó cũng đã tới. Trong vòng vài tháng, kể từ khi cuộc chiến tranh Triều Tiên bắt đầu, Seoul đã hai lần đổi chủ, và đương nhiên đó sẽ không phải là con số cuối cùng. Ngay sau chiến thắng tại Hồ Trường Tân, Mao Trạch Đông đã bắt đầu dự tính một cuộc tấn công khác nhắm vào lực lượng Liên Hợp Quốc. Liên Hiệp Quốc cũng đề xuất với Trung Quốc việc ngừng bắn dọc theo vĩ tuyến 38 vào ngày 11 tháng 12 năm 1950 để tránh bất kỳ một sự leo thang nào thù địch giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Sau khi biết đề xuất ngừng bắn của Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Mao Trạch Đông cũng tin rằng quân đội Liên Hợp Quốc sẽ sớm rút khỏi bán đảo Triều Tiên. Chính vì vậy, Mao đánh điện cho Bành Đức Hoài sử dụng tập đoàn quân số 13 đánh thúc xuống Việt Nam, buộc Liên Hợp Quốc phải hoàn toàn rút khỏi bán đảo này. Tuy nhiên, tham vọng là vậy, nhưng thực tế chiến trường thì lại khác. Sau những đợt tấn công không ngừng nghỉ và liên tục giao chiến với những tập đoàn quân chủ lực của Hoa Kỳ và Hàn Quốc, 40% lực lượng của Chí Nguyện Quân đã rơi vào trạng thái mất sức chiến đấu, mệt mỏi và kiệt quệ. Hơn nữa, Bành Đức Hoài đã cảnh báo việc tiến quân quá nhanh sẽ khiến hậu cần của họ gặp muôn vàn khó khăn. Chưa kể, còn phải đối đầu với lực lượng không quân hùng hậu của Hoa Kỳ. Thế nhưng, bất chấp những điều này, Mao vẫn ra lệnh cho tập đoàn quân số 13 của Chí Nguyện Quân mở chiến dịch giai đoạn 3 nhằm đẩy nhanh việc lực lượng Liên Hợp Quốc rút khỏi bán đảo Triều Tiên và thể hiện mong muốn của Trung Quốc về một chiến thắng hoàn toàn tại Triều Tiên. Ngày 23 tháng 12 năm 1950, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Chu Ân Lai chính thức từ chối lệnh ngừng bắn của Liên Hợp Quốc, đồng thời yêu cầu tất cả các lực lượng của Liên Hợp Quốc phải rút khỏi bán đảo Triều Tiên. Trận đánh sẽ diễn ra trên tuyến phòng thủ của quân Liên Hợp Quốc tại vĩ tuyến 38, kéo dài theo chiều ngang từ cửa sông Imjin trên bờ biển phía tây bán đảo Triều Tiên đến thị trấn Chuncheon ở miền trung bán đảo Triều Tiên. Có tổng cộng là 3 con đường tiếp cận Seoul. Quốc lộ 33 chạy về phía nam qua vĩ tuyến 38 tại sông Hantan, đi qua Ujeongbu và cuối cùng là tới Seoul. Và đây là tuyến đường tấn công Seoul từ xưa. Một con đường khác băng qua sông Imjin, cuối cùng con đường chạy qua Chuncheon và tới Seoul từ phía đông bắc. Mùa đông khắc nghiệt ở Hàn Quốc với nhiệt độ xuống tới âm 20 độ C khiến hai con sông Imjin và Hantan đóng băng, loại bỏ chướng ngại vật trên con đường tiến quân của Chí Nguyện Quân. Thế nhưng cái tai hại là hậu cần của họ trước đây đã khó, nay lại càng khó hơn khi không chuẩn bị kịp áo rét cho quân đội. Bành dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận. Khoảng 170.000 quân được huy động cho chiến dịch này. Về phía Liên Hợp Quốc, các quân đoàn của họ đã kịp củng cố lại lực lượng. Quân đoàn 8 trước đó được bổ sung quân số, phần nào khôi phục lại sức chiến đấu của mình. Thế nhưng, tinh thần của họ thì đang sụp đổ. Không những vậy, chỉ huy chiến trường của họ, tướng Walter Walker đã hy sinh sau khi rút chạy do trúng pháo của Trung Quốc. Trung tướng Matthew Ridgway đã trở thành tân chỉ huy trưởng. Nhận thấy các đơn vị của Hàn Quốc không phải là đối thủ của Chí Nguyện Quân, ông ra lệnh cho tất cả các đơn vị này lùi về sau và chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ. Thay thế vào đó là quân đoàn 1 và quân đoàn 9 đang tràn đầy sức chiến đấu của Hoa Kỳ. Sau khi kiểm tra mặt trận vào ngày 27 tháng 12, tướng Ridgway đã ra lệnh cho quân đoàn 1 và quân đoàn 9 Hoa Kỳ tổ chức một tuyến phòng thủ mới
Quanh Khô Giang tới Ujeongbu, được gọi là Bright Hitline, để đảm bảo cho việc vượt qua sông Hán trong trường hợp lực lượng của Liên Hợp Quốc buộc phải bỏ chạy khỏi Seoul. Đây có thể xem là mệnh lệnh quan trọng nhất và chiến lược nhất của Right Way, giúp cho liên quân không rơi vào thảm họa của quân đoàn 8 trước đây. Tổng cộng hơn 150.000 quân phòng thủ bảo vệ Seoul. Seoul đổi chủ. Đêm ngày 31 tháng 12 năm 1950, tập đoàn quân số 13 của chính nguyện quân Trung Hoa tổng tấn công lực lượng Hàn Quốc dọc theo vĩ tuyến 38. Trái với một số trận đánh cao quy mô và thương vong khủng khiếp theo như Bành Đức Hoài dự đoán, dọc sông Im Jin và sông Han Tan, quân đoàn 38, 39, 40 và 50 của chính nguyện quân đã tiêu diệt sư đoàn 1 của Hàn Quốc và khiến sư đoàn 6 của Hàn Quốc phải tháo chạy. Tại khu vực Chuen Chon, hai quân đoàn 42 và 66 của chính nguyện quân cũng buộc quân đoàn 3 của Hàn Quốc phải bỏ trận địa. Tuyến phòng thủ của quân Liên Hợp Quốc hoàn toàn sụp đổ vào ngày đầu năm mới, mùng 1 tháng 1 năm 1951. Tức là tuyến phòng thủ này đã bị phá vỡ trong chưa đầy 24 giờ. Và tướng Right Way đã phải ra lệnh di tản khỏi Seoul vào ngày mùng 3 tháng 1. Sở dĩ có điều này là bởi vì trước đó một tháng, quân Trung Quốc đã chuẩn bị và do thám rất kỹ tuyến phòng thủ của phía Hàn Quốc cũng như Hoa Kỳ. Bất chấp sự đánh phá khủng khiếp của không quân Hoa Kỳ, Phó Tư lệnh Mặt trận Hàn Tiên Sở vẫn cố gắng đưa được 100 khẩu pháo tới trận địa để bắn phá công sự của đối phương. Ngược lại, dù tướng Right Way đã ra lệnh nâng cao cảnh giác, nhưng các đơn vị của Hàn Quốc thì vẫn say xỉn do ăn mừng năm mới dương lịch và bỏ trạm gác để tránh rét. 16:30 chiều ngày 31 tháng 12, pháo binh của Trung Quốc bắt đầu nã đạn vào các vị trí của quân Hàn Quốc. Quân đoàn 39 tấn công nghi binh, làm cho liên quân Hoa Kỳ - Hàn Quốc hiểu lầm rằng họ sẽ tấn công trực diện. Hai sư đoàn của quân đoàn 38 đánh thọc sườn vào các đơn vị này, khiến họ tàn rã nhanh chóng. Trung đoàn 12 hoàn toàn mất cảnh giác và chỉ có thể kháng cự yếu ớt trong vài giờ trước khi bị đánh tan tác, và một khẩu đội pháo của tiểu đoàn pháo binh dã chiến số 9 của Hoa Kỳ bị quân Trung Quốc bắt giữ. Lẩn vào lính Hàn Quốc đang chạy trốn, quân Trung Quốc thâm nhập được vào tuyến phòng thủ của trung đoàn 15 Hàn Quốc mà không cần nổ một phát súng nào. Sau một ngày chiến đấu, toàn bộ tuyến phòng thủ đầu tiên gồm hai sư đoàn, chỉ có duy nhất một trung đoàn còn nguyên vẹn, còn lại các đơn vị khác hoàn toàn bị xóa phiên hiệu hoặc bị bắt sống. Cùng thời điểm đó, quân đoàn 40 bắt đầu tấn công sư đoàn 6 Hàn Quốc tại phía sườn phải. Thế nhưng, họ lại đánh nhầm sang trung đoàn 19, sư đoàn 24 Hoa Kỳ gặp phải tổn thất lớn do các bãi mìn, và đơn vị này thì rất mạnh. Bất chấp những tổn thất, quân Trung Quốc cũng đẩy lùi được trung đoàn bộ binh số 19 Hoa Kỳ, khiến sư đoàn 6 bộ binh của Hàn Quốc bị hở sườn phải. Khi sư đoàn 1 bộ binh Hàn Quốc đã bị loại khỏi vòng chiến đấu và phòng tuyến của sư đoàn 24 bộ binh Hoa Kỳ bị chọc thủng, lực lượng chính nguyện quân ở hai bên sườn của sư đoàn 6 bộ binh Hàn Quốc bèn tiến xuống phía nam để bao vây sư đoàn. Toàn bộ sư đoàn 6 rút chạy trong hoảng loạn. Right Way đã cố gắng để đi thị sát mặt trận vào sáng ngày 1 tháng 1 và ông đã chứng kiến những người lính Hàn Quốc của sư đoàn 6 tháo chạy, vứt bỏ cả vũ khí tại vị trí của một vài dặm về phía bắc của Seoul. Right Way đã ra sức ngăn cản, nhưng lúc này họ đã hoảng loạn tới mức bất chấp mệnh lệnh cấp trên. Sau này, ông đã viết lại trong cuốn hồi ký của mình rằng: "Chỉ vài dặm về phía bắc của Seoul, tôi chứng kiến một đội quân tháo chạy hoảng loạn. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh này và cầu xin Chúa đừng cho tôi thấy cảnh này một lần nào nữa." Lính Trung Quốc dừng bước tiến của mình tại mặt trận này vào ngày mùng 2 tháng 1 do đã đạt được mục tiêu ban đầu và các đơn vị hậu cần của họ đang ở khá xa. Trong lúc này, một mặt trận khác đang được triển khai. Sư đoàn 2 và 5 của Hàn Quốc thuộc quân đoàn 3 bảo vệ sườn đông của sư đoàn 24 Hoa Kỳ bị hai quân đoàn của chính nguyện quân tấn công bất ngờ và bị vây hãm. Đến ngày mùng 1 tháng 1, quân đoàn 3 Hàn Quốc đã mất liên lạc với các sư đoàn bộ binh số 2 và 5, trong khi phần còn lại của quân đoàn 3 thì đang rút chạy về thị trấn Gwangju. Vào ngày mùng 5 tháng 1, quân đoàn 42 và 66 của chính nguyện quân được quân đoàn 2 và 5 của quân đội Triều Tiên tới yểm trợ đã phát động một cuộc tấn công riêng của họ vào thị trấn Gwangju, tiêu diệt nốt phần còn lại của quân đoàn Hàn Quốc. Đứng trước tình hình các tuyến phòng thủ binh bại như núi đổ như vậy, tướng Right Way lo lắng rằng quân Trung Quốc sẽ khai thác đột phá khẩu tại Chuncheon để bao vây toàn bộ tập đoàn quân số 8. Ông cũng không tin tưởng vào khả năng chống đỡ của quân đội Liên Hợp Quốc trước cuộc tấn công của Trung Quốc. Vào sáng ngày mùng 3 tháng 1,
sau khi lần lượt trao đổi với thiếu tướng Frank Milburn và thiếu tướng John Carter, chỉ huy trưởng của quân đoàn 1 và 9 Hoa Kỳ, tướng Ridgway đã ra lệnh di tản khỏi Seoul. Tất cả được lệnh rút về phòng tuyến Bright Hill Line do không thể tin được vào sức chiến đấu của Hàn Quốc. Công việc chặn hậu được giao lại cho sư đoàn 25 của Hoa Kỳ và lữ đoàn bộ binh độc lập số 29 của Anh. Thực tế thì chính nguyện quân không đủ khả năng để vây hãm Seoul. Do đó, lệnh di tản của đối phương đã khiến tướng Bảnh rất bất ngờ. Vào sáng ngày 3 tháng 1, tướng Bảnh Đức Hoài ra lệnh cho tập quản quân số 13 tấn công về phía Seoul, truy kích lực lượng của Liên Hợp Quốc đang rút chạy. Sư đoàn 24 bộ binh và 25 bộ binh của Hoa Kỳ cùng với lữ đoàn bộ binh số 29 của Anh đã sớm chạm trán quân Trung Quốc. Hai bên đánh giáp lá cà trong thành phố. Một trận chiến khốc liệt đã diễn ra trên từng góc phố. Sư đoàn 24 và 25 bước đầu làm chậm chân của chính nguyện quân, nhưng sau đó nhanh chóng thất thế do quân số của họ quá đông. Lữ đoàn bộ binh số 29 của Anh một lần nữa đã phải làm công tác bọc hậu để hai sư đoàn này lui về sau. Trận kịch chiến tiếp tục diễn ra giữa quân đội Anh và chính nguyện quân. Quân Anh được chỉ huy tác chiến tốt, dù có quân số ít hơn, vẫn có thể đánh ngang hàng và gây thương vong nặng nề cho quân Trung Quốc. Cuộc kịch chiến diễn ra trong gần 3 ngày trời, cho tới khi gần như toàn bộ các đơn vị quân đội Anh bị tiêu diệt hoàn toàn. Các sư đoàn của Hoa Kỳ đã lên kế hoạch giải cứu, nhưng bị pháo binh của Trung Quốc bắn quá giáp từ phía sau và hai bên sườn, đành phải từ bỏ, tránh thiệt hại lớn hơn. Trận chiến chỉ kết thúc vào ngày 4 tháng 1 năm 1951, khi các đại đội còn sống sót của quân Anh vào buổi sáng và trung đoàn 27 Hoa Kỳ rút lui khỏi thành phố vào chiều hôm đó. Trước khi đi, họ đã phá hủy toàn bộ vật tư chiến tranh và phá hủy phần lớn cơ sở hạ tầng tại đây. Vào chiều ngày 4 tháng 1, quân đoàn 1 của Triều Tiên, quân đoàn 38 và 50 của chính nguyện quân đã tiến vào Seoul. Họ chứng kiến một thành phố bị bỏ hoang với những đám cháy. Vào ngày 5 tháng 1, tướng Bảnh Đức Hoài ra lệnh cho quân đoàn 50, chính nguyện quân và quân đoàn 1 Triều Tiên chiếm giữ Gimpo và Incheon, trong khi chỉ thị tất cả các đơn vị khác dừng lại nghỉ ngơi ở bờ bắc sông Hán. Đến ngày 7 tháng 1, tướng Bành dừng chiến dịch giai đoạn 3 do quân lính dưới quyền của ông đã kiệt sức và tránh lặp lại thảm họa sau cuộc đổ bộ Incheon. Trung Quốc đã giành được một chiến thắng lớn trong trận Seoul lần thứ 3 và khiến sĩ khí của Liên Hợp Quốc xuống thấp nhất kể từ lúc cuộc chiến tranh Triều Tiên bắt đầu. Điều này khiến động thái tiếp theo mà Ridgway phải tiến hành là lấy lại tinh thần chiến đấu cho lực lượng của Liên Hợp Quốc. Thế nhưng, mục tiêu chiến lược của Mao là buộc quân Liên Hợp Quốc phải rút khỏi bán đảo đã không thể thực hiện được. Ngày 17 tháng 1, tướng MacArthur cũng bỏ kế hoạch cho quân Liên Hợp Quốc rút khỏi bán đảo Triều Tiên và quyết tâm tiếp tục chiến đấu. Về phần của chính nguyện quân, sau nhiều tháng chiến đấu liên tục không ngừng nghỉ, họ đã thực sự kiệt quệ và không thể nam tiến được nữa. Mao Trạch Đông thì cho rằng tinh thần của quân Liên Hợp Quốc đã sụp đổ nên cho phép họ nghỉ ngơi và củng cố lực lượng trong vòng 3 tháng và chuẩn bị cho một trận đánh lớn vào cuối mùa xuân. Thế nhưng, những động thái sau đó của MacArthur đã cho thấy rằng Mao Trạch Đông đã sai lầm. Lực lượng không quân của họ rất mạnh và đã hạn chế khả năng tấn công xuống sâu phía nam của chính nguyện quân và cũng như củng cố lực lượng cho một cuộc tái chiếm sau này. Đồng thời, qua trận đánh này cũng đã bộc lộ những điểm yếu của chính nguyện quân được Hoa Kỳ khai thác về sau. Thứ nhất, đó là hậu cần của họ rất gặp vấn đề do thiếu các đơn vị cơ giới và phương thức tác chiến của họ là chiến tranh nhân dân, dựa vào lực lượng dân chúng địa phương. Khi tiến quá xa, hậu cần không theo kịp và người dân thì còn chưa có cảm tình thì sẽ gặp thiếu thốn trầm trọng. Thực tế ngay trong trận đánh này, Bành Đức Hoài đã nhiều lần buộc phải dùng tấn công chỉ vì lo sợ hậu cần không theo kịp, dẫn tới kiệt quệ và bị tiêu diệt. Thứ hai, đó là hỏa lực thiếu thốn. Tướng Ridgway đã nhận định rằng Trung Quốc chỉ có quân số áp đảo, nhưng hỏa lực thì yếu kém khi họ không có không quân. Hỏa lực mạnh nhất của họ chỉ có pháo binh và súng cối. Ông cho rằng thất bại của liên quân chủ yếu đến từ việc tinh thần chiến đấu của họ quá kém, đặc biệt là kỷ luật tồi tệ của quân đội Hàn Quốc. Các tướng lĩnh dưới quyền không có quyết tâm cao độ và phần lớn binh sĩ thì cho rằng họ sẽ rút khỏi bán đảo này nên cũng chỉ tìm cách giữ mạng sống mà thôi. Trận đánh này chỉ là trận đánh bản lề cho những trận chiến khủng khiếp sau này khi chính nguyện quân thực hiện nam tiến. Điểm mạnh yếu của cả hai bên đã được bộc lộ rõ ràng. Điều này đã đẩy cuộc chiến vào thế giằng co không hồi kết. Tại các khu vực quanh vĩ tuyến 38, cày nát từng tấc đất bằng pháo binh và không quân, cũng như hy sinh hàng chục tới hàng trăm ngàn người chỉ để giành lấy những tấc đất của cả hai bên. Phía Trung Quốc tuyên bố rằng trận đánh này
họ có 8.500 thương vong. Về phía Liên quân Hàn Quốc và Hoa Kỳ không đưa ra tuyên bố hay bình luận gì về những con số này. Lý do vì họ bận chạy và phòng tuyến về phía sau, đâu có thời gian mà đếm xác kẻ thù hay đồng đội nữa. Tuy nhiên, dựa vào việc các sư đoàn của Hàn Quốc bị xóa sổ và thiệt hại khủng khiếp của các đơn vị chặn hậu tại Seoul, thì có thể thấy rằng con số này cũng không hề nhỏ. Một lần nữa, chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, Seoul đã 3 lần đổ chủ, và đương nhiên, đây vẫn chưa phải lần cuối cùng.